Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi? Một người ưa nói như em lại thích người kiệm lời, người mà lúc bên em hay ở bên ai thì cũng tắt chuông điện thoại. Lúc anh chạm môi cô ta anh có ngần ngại, có ngần ngại không hay miên man nhớ. Cho con gió cuốn, điều gì xảy ra với em?